Kính thưa quý vị, tin từ Chicago, Hoa Kỳ, Aaron Alonso được biết đến với ca khúc Dry Ice đóng băng các đối thủ cạnh tranh sau khi lên sân khấu biểu diễn tại vòng thi bán kết khu vực miền Trung Tây của giải vô địch Hoa Kỳ Air Guitar được tổ chức tại Chicago hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 7 vừa qua. Các cuộc thi Air Guitar không dành cho những người nhút nhát, rụt rè, nó được tổ chức cho tất cả người dân tham gia. Năm nay, cuộc thi này được tổ chức tại Metro, một địa điểm tổ chức hòa nhạc tại phía bắc Chicago. Alonso đã chọn ca khúc rock cổ điển năm 1977, Dry Ice, để bắt đầu cho chương trình của ông. Từ những âm điệu ban đầu vang lên, Alonso đã như thôi miên đám đông khán giả bên dưới bằng tài điêu luyện của mình trên cây đàn guitar. Trên trang Facebook của mình, Alonso mô tả ông như một diễn viên hài. Hiện Alonso đang cư trú tại Chicago sau khi đến từ Ciudad Juárez, Mexico. Nếu Dry Ice muốn giữ vị trí của mình trong lịch sử, Alonso phải làm nhiều việc, trong đó bao gồm cả việc tìm kiếm một người chơi guitar tốt để thay thế mình. Có một trận bán kết khác được tổ chức tại San Francisco vào ngày thứ Ba. Người chiến thắng của cuộc thi sẽ tham gia Dry Ice với tất cả các nhà vô địch ở các khu vực khác và lựa chọn người tham gia vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 17 tháng 8 tới đây. Bất cứ ai đoạt được giải vô địch quốc gia sẽ được tiếp tục thi vô địch thế giới Air Guitar ở Oulu, Phần Lan vào ngày 21 đến ngày 24 tháng 8.